Tôi đã la lên ngăn cản, nhưng mà hình như người đó không hề nghe thấy, cứ tiến dần xuống vòng tay tử thần. Tôi vội vã chạy tới, phóng mình xuống nước kéo cô ấy lại. Cũng may, tuy đã uống nước no, nhưng mà cô ấy vẫn sống và đã bình an trở về Sài Gòn sau một ngày một đêm nằm viện. Cô ta có cho bác biết vì sao cô ta lại tìm đến cái chết hay không? Cô ấy tên gì bác có biết hay không? Ngọc hồi hộp hỏi dồn. Người đàn ông nhăn trán suy nghĩ. Tôi nhớ hôm đó khi cứu được cô gái lên, cô ấy đã bất tỉnh nhân sự. Tôi đã bế thốc cô ấy vào trạm xá gần đây. Cũng may là chạy ngang qua cái mõm đá kia, tôi thấy có một túi sách của cô gái nên cầm lấy mang theo luôn. Nhờ những giấy tờ trong đó nên tôi biết được họ tên, địa chỉ cư trú của cô gái này. Nếu mà tôi nhớ không có lầm thì cô gái này tên là Bích hay Bình gì đó, sống ở Sài Gòn. Chính tôi cũng đã gọi điện theo số điện thoại tình cờ trông thấy. À, hình như là công ty X, nơi cô ấy làm việc. Cô ta có cho bác biết nguyên nhân tại sao cô ấy tự tử hay không? Ngọc hỏi. Không, cô ta không nói mà tôi cũng không có hỏi. Lúc cô ta tỉnh dậy, tôi mắng cho cô ấy một trận nên thân. Cũng tội nghiệp, con bé chỉ biết khóc rồi lại cảm ơn rối rít. Người đàn ông mỉm cười đôn hậu. Từ sau vụ đó có ai tới đây tự tử nữa không bác? Ngọc tò mò hỏi tiếp. Người đàn ông liếc mắt nhìn Ngọc. Người kế tiếp chính là cô đó. Ngọc bật cười. Bác lầm rồi, cháu còn đang rất yêu đời và yêu người. Diêm Vương có bắt cháu cũng cương quyết cãi lại, chứ nói gì tới việc tìm đến cái chết. Nhưng mà bác ơi, bác có nhớ chính xác không, từ sau cái chết của chàng sinh viên kia, ở đây không có xảy ra cái chết nào nữa chứ? Người đàn ông nhìn Ngọc ngạc nhiên hỏi. Sao cô lại quan tâm nhiều tới cái chết như vậy? Chẳng lẽ cô mong muốn mỗi ngày để có kẻ chán đời hay là thất tình đến đây vùi mình hay sao? Hay là gia đình cô có người thất lạc, nghi ngờ là đã chết, nên cô tìm đến đây để dò la tung tích? Ngọc nghiêm mặt. Dạ không, cháu chỉ quan tâm vì cháu có một người bạn, nghe nói là đã tìm đến đây để tự vẫn sau cái chết của người yêu mình, là chàng trai mà lúc nãy bác kể đó. Mắt người đàn ông sáng lên. Đúng rồi, cái cô gái chết hụt đấy chính là người yêu của chàng trai kia. Ngọc ngạc nhiên. Ủa sao bác biết? Người đàn ông mỉm cười. Tôi đoán như vậy vì sau khi sống lại, cô gái đã tìm đến chỗ này, bày ra cúng tế và khóc lóc một trận ra trò, nên tôi đoán như vậy. Ngọc lẩm bẩm. Vậy ra là Bích không có chết. Vậy hóa ra là Hà đã nói dối mình. Nhưng mà Hà nói dối để nhằm mục đích gì cơ chứ? Người đàn ông ngơ ngác hỏi lại. Cô nói gì vậy? Ngọc giật mình cười xòa. Dạ không, chỉ là cháu tự nói với mình thôi. Nhìn thấy bóng tối đã bắt đầu lan tỏa trên khắp bờ biển hoang vu và vắng lặng, Ngọc đứng lên. Xin phép bác con về khách sạn, không chồng có lẽ lo lắng. Người đàn ông gật đầu. Cô về đi, đừng có một mình lạc vào khu vực này nữa, không có nên đâu. Người ta bảo mấy chỗ như vậy thường có hua. Ngọc mỉm cười, giã từ ông già chân chất. Khi về tới khách sạn, quả thật chồng con đang trông chờ Ngọc. Chiều hôm sau cả nhà quay trở lại thành phố. Trong lúc Tân vùi đầu vào đống hồ sơ thì Ngọc lại quanh quẩn suy nghĩ về Bích và Hà. Không đợi đến ngày mai, Ngọc dắt xe ra cổng, nói với chồng rằng mình đi có chút việc riêng. Đứng trước căn phòng ở tầng 6 chung cư hôm nọ, chưa kịp gõ cửa thì Ngọc đã trông thấy Hà từ trong thang máy bước ra. Trông thấy Ngọc, Hà thoáng giật mình, nhưng cô nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Chị tìm em? Hà hỏi. Ngọc mỉm cười gật đầu. Hà lục túi sách tìm chung chìa khóa rồi mở cửa mời Ngọc vào nhà. Căn nhà vẫn bừa bộn không khác gì hôm trước. Hà có vẻ mắc cỡ khi bắt gặp cái nhìn của Ngọc. Cô nói nhỏ. Chị thông cảm, em bận việc suốt, không có thời gian để dọn dẹp nhà nữa. Ngọc cười đáp. Em nghỉ làm ở công ty X rồi có phải không? Hiện giờ em đang làm ở đâu, Bích? Cô gái giật bắn người. Sao chị lại hỏi em như vậy? Em là Hà. Chị nhầm rồi, Bích đã chết. Ngọc nhìn thẳng vào mắt cô gái. Chị không có nhầm, chị biết Bích chỉ chết hụt thôi. Một người đàn ông đã cứu Bích ở bãi biển. Em nói cho chị biết đi, tại sao em lại muốn đổ lỗi hết cho cô Khuê? Bích không thể dối quanh được nữa, cô gái ôm mặt mặt khóc. Em thù ghét cô Khuê. Chính cô Khuê đã giết chết người yêu của em, thì có khác gì cô Khuê giết chính em đâu. Em muốn sự việc này được lan rộng ra, để cô Khuê mất hết danh dự,
mất hết uy tín, để cô phải sống khổ sở như em đã và đang phải khổ sở. Ngọc bỗng dưng thấy tội nghiệp cho cô gái nông nổi ngồi trước mặt mình. Cô nhẹ nhàng khuyên bảo: theo chị, trong cái việc này hình như không có ai có lỗi. Cô Khuê thật ra không xấu như em tưởng. Cô chưa bao giờ dùng mưu mô để cướp Thuận của em. Thậm chí khi đã thật lòng thương Thuận, cô còn không dám thể hiện ra, vì biết giữa hai người đã quá chênh lệch về tuổi tác. Chính vì sự hờ hững của cô Khuê cộng với những thất vọng khác mà Thuận đi tìm đến cái chết. Điều đó chắc em hiểu. Cô gái bị chặt hai tay hét lên: em không có biết, em không cần biết. Em chỉ cần biết một điều rằng, nếu không có cô Khuê thì Thuận đã là của em rồi. Em không mất Thuận, em cũng không phải sống khổ sở như thế này. Em thù ghét cô Khuê. Mặc cho Ngọc khuyên giải cách nào đi chăng nữa, cô gái vẫn khóc ròng và luôn miệng đổ hết tội lỗi lên đầu cô Khuê. Hơn 9 giờ tối, Ngọc đứng lên ra về mà lòng chịu nặng. Cô không biết phải làm cách nào để có thể hóa giải mọi hận thù giữa người sống và kẻ đã chết. Làm thế nào để người chết nhẹ nhàng siêu thoát, người sống không còn phải đau khổ và dằn vặt nữa. Tối hôm đó, Ngọc không dằn lòng được nữa. Cô đem tất cả sự việc kể ra với chồng. Tân mỉm cười nói: vậy hóa ra cha con anh chỉ là phương tiện để em thực hiện công việc điều tra của mình. Vậy mà anh cứ tưởng vợ anh thương chồng con, muốn cả nhà đi nghỉ mát với nhau. Ai ngờ đâu em chỉ muốn làm thám tử thôi. Ngọc giả lại: đâu có, em cũng muốn gia đình mình đi đổi gió thật mà. Tân chọc ghẹo vợ một chút nữa rồi bắt đầu nghiêm chỉnh. Anh gợi ý: em giao tiếp được với hồn ma thì em phải tìm mọi cách để nói chuyện một lần với linh hồn của Thuận chứ. Ngọc thở dài: em đã cố gắng, nhưng lần nào vừa nhắc thấy em là Thuận lại trốn mất. Làm sao em có thể tìm được? Em không tìm được Thuận, nhưng em có thể tìm được những hồn ma khác. Em nói với họ những điều căn bản nhất, rồi nhờ họ nói lại với Thuận, kèm theo lời nhắn là em rất cần gặp Thuận. Anh tin là cuối cùng em sẽ thành công. Tân đặt tay lên vai và động viên. Trong lòng anh thầm tội nghiệp cô. Việc đâu đâu mà thời gian này cô cứ phải căng thẳng mãi. Thế mới biết những người có khả năng đặc biệt cũng đâu có gì là sung sướng. Thật trùng hợp may mắn, qua ngày hôm sau, một hồn ma vừa mới chết gần đó tìm tới nhà Ngọc nhắn dùm với gia đình các loại giấy tờ liên quan tới ngân hàng mà hồi còn sống người đó đã thực hiện. Chết bất đắc kỳ tử do bị nhồi máu cơ tim, không kịp chăn chối lại gì cho vợ con. Ngọc vui vẻ nhận lời và nhờ anh ta tìm Ngọc Thuận. Kể ra, hồn ma của người vừa mới chết cũng có tài thuyết phục. Lúc còn sống, anh ta làm nghề tiếp thị quả thật không có sai. Ngay tối hôm ấy, khi một mình ngồi trong phòng làm việc, Ngọc bất ngờ khi thấy Thuận đột ngột xuất hiện trước mặt mình. Dù chưa một lần thấy rõ ràng Thuận, nhưng vừa thấy anh ta, Ngọc đã nhận ra ngay. Mừng rỡ, Ngọc đứng lên theo thói quen cô định đưa tay ra bắt, nhưng Thuận lại lùi về phía sau một chút, có vẻ như còn do dự nhiều lắm. Ngọc ôn tồn nói: chào cậu, tôi đã được nghe kể về cậu qua cô Khuê và Bích. Tôi nhận thấy trong câu chuyện này, hiện nay cả người sống và người chết chưa ai được giải thoát. Cũng vì cái lý do đó nên tôi rất muốn gặp cậu, để giúp mọi người được giải tỏa hết với nhau. Khi ấy cậu có thể nhẹ lòng đi đầu thai kiếp khác, mà cô Khuê và Bích, hai người thân của cậu, cũng được sống yên bình hơn. Tôi nghĩ một thanh niên tốt như cậu không nỡ nhìn thấy những người thân yêu của mình và ngay cả bản thân mình phải sống lay lắt khổ sở như vậy. Thuận dần dần tiến tới trước mặt Ngọc. Chị có biết hết câu chuyện giữa chúng tôi hay không? Chị có biết vì lý do nào mà tôi phải tìm tới cái chết giữa lúc tuổi đời tôi còn rất trẻ như thế này? Ngọc ngồi xuống ghế khẽ nói: tôi đã được nghe cô Khuê và Bích kể lại. Tôi không biết những gì tôi nghe được có chính xác hay là không, nhưng mà tôi dám chắc một điều, cả cô Khuê và Bích, hai người ấy đều dành cho cậu một tình yêu rất lớn. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không tìm đến cái chết một cách vô nghĩa như vậy. Thuận buông một tràng cười sắc lạnh. Chị nói sao? Cả hai người đều dành cho tôi một tình yêu lớn. Chị có lầm không vậy? Bích yêu tôi, điều đó đúng. Nhưng từ trước tới giờ, tôi chỉ xem Bích như một cô bạn rất thân, như vậy thôi. Chưa và sẽ không bao giờ tôi có tình yêu được với Bích. Tình yêu của tôi đã dành trọn cho cô Khuê. Mặc dù tuổi tác giữa tôi và cô chênh lệch nhau rất lớn, nhưng mà điều đó có ý nghĩa gì đâu khi tôi đã thật dạng thương yêu. Cô Khuê không đáp lại tình cảm của tôi cũng được, nhưng tại sao cô ấy lại dằn mặt tôi bằng cách đó? Cô thừa biết rằng tôi đã đầu tư, đã dồn hết tâm huyết của mình vào bức vẽ,
với thật nhiều hy vọng. Nếu nó không đạt giải một cách bình thường thì không có gì phải nói. Nhưng mà đằng này, chính cô Khuê, người mà tôi thương yêu hơn ai hết, kính trọng hơn ai hết, lại đá cho tôi một cú đau điếng như vậy. Tôi thật sự không giữ được bình tĩnh nữa. Vì sự thù hận đó mà cậu muốn hãm hại cô Khuê? Ngọc hỏi lại. Thuận nhìn Ngọc chăm chăm. Ai bảo với chị là tôi thù hận cô Khuê? Không, tôi chưa hề thù hận. Tình yêu tôi dành cho cô ấy vẫn luôn đong đầy. Dù nó có làm cho tôi đau đớn, nó làm cho tôi vương vẫn mãi trần gian này. Cậu nói là cậu không có thù hận cô Khuê. Không thù hận thì sẽ không có hãm hại. Đằng này cậu đã làm ra một số việc giống như tố cáo của ấy vậy. Sao lại nói là không thù hận được? Ngọc thắc mắc. Thuận bật cười. Chị hoàn toàn không hiểu gì hết. Tôi không muốn hãm hại cô Khuê. Tôi chỉ muốn cô ấy nhớ mãi đến tôi. Nhớ đến cái chết thương tâm của tôi. Tôi muốn cô ấy phải dằn vặt và sẽ tìm tới cái chết giống như tôi, để ở chốn này tôi vẫn được ở bên cạnh cô ấy như hồi còn sống. Lần này lại đến lượt Ngọc cười lớn. Cậu thật là trẻ con. Thế mà gọi là tình yêu hay sao? Đó chỉ là sự chiếm hữu mà thôi. Nếu thật sự cậu yêu cô ấy thì cậu phải làm mọi cách để cho cô ấy được sống nhẹ nhàng, thoải mái. Mà này, cậu có biết cậu chết như vậy là đúng số hay là chết oan? Thuận cúi đầu nói nhỏ. Tôi chết đúng số. Ngọc nhổm dậy. Đấy, đã gọi là chết đúng số rồi thì cái chết của cậu không ai là người có lỗi, ngay cả bản thân của cậu. Người đã gây ra cái chết cho chính bản thân mình. Cậu đã hết phần số thì chỉ nay mai thôi cậu sẽ phải đi đầu thai kiếp khác, đúng với luật tuần hoàn. Vậy cậu muốn cô Khuê chết xuống để làm một hồn ma vất vưởng hay sao? Thuận ngớ người ra một lúc, có lẽ như đã thức tỉnh trước những lời nói thẳng thắn của Ngọc. Thuận buồn rầu. Chị bảo tôi phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cả một cuộc đời tôi chỉ có một tình yêu duy nhất mà tới khi tôi chết rồi cũng không được đáp lại? Tôi không can tâm. Ngọc hỏi lại. Cậu không nhận ra tình cảm của Khuê dành cho cậu hay sao? Thuận ngơ ngác. Chị nói vậy, chẳng lẽ cô Khuê có tình cảm với tôi? Vậy tại sao cô ấy không có thái độ gì? Ngọc cười nhẹ. Cậu thật là trẻ con. Cậu chỉ biết yêu mà không hiểu được người mình yêu. Cậu phải nhớ, cô Khuê và cậu không cùng một thế hệ. Những suy nghĩ và hành động của hai người không thể tương đồng được với nhau. Cậu là một chàng trai mới lớn, yêu tình yêu đầu đời, sôi nổi mãnh liệt. Còn cô Khuê đã là một người phụ nữ đứng tuổi và vấp tình cảm một lần rồi, như con chim bị tên, đâu có dễ gì tin vào tình yêu nữa. Nhất là đối với một chàng trai trẻ như cậu. Cô Khuê rất yêu cậu, chỉ có điều là cô ấy không dám thể hiện ra, vì sợ một lần nữa sẽ bị phản bội, bị thất vọng lần nữa. Cậu có biết tại sao cô Khuê lại đánh rớt cậu trong cuộc thi năm đó không? Thuận há hốc mồm, ngó sững Ngọc. Vì sao? Tôi không hiểu được vì sao. Ngọc nhún vai. Cũng chính vì cô Khuê quá yêu cậu, quá hiểu cậu. Cô ấy biết rằng nếu mà cậu đạt giải trong kỳ thi đó, sự kiêu căng tự phụ trong lòng của cậu sẽ có cơ hội để phát triển nhanh chóng. Điều đó sẽ lập tức giết chết tài năng của cậu. Cô Khuê muốn cậu phải biết nếm lấy thất bại để rèn luyện mình, để nhìn rõ mình hơn. Đánh cho cậu rớt không có nghĩa rằng cô Khuê ngăn chặn con đường tiến thân của cậu, mà trái lại, cô đã dọn sẵn cho cậu một con đường khác đầy hoa thơm trái ngọt. Chỉ tiếc rằng là cậu đã quá vội vàng. Mà không, đúng hơn, chỉ tiếc vì phần số của cậu lại quá ngắn ngủi, cậu chưa kịp đặt chân lên đó. Thuận ngồi phịch xuống ghế. Tôi vẫn chưa hiểu hết những điều chị nói. Ngọc hơi chồm người về phía trước, nhìn thẳng vào Thuận. Cậu có biết không, cô Khuê đã làm hồ sơ thủ tục để đưa các bức vẽ của cậu đi dự một triển lãm ở nước ngoài. Dù bây giờ cậu không có còn nữa, cậu vẫn nhất quyết thực hiện cho bằng được. Chính vì lý do đó mà khi Bích tới xin lại các bức vẽ của cậu, cô Khuê khăng khăng từ chối. Không lâu nữa, các bức vẽ của cậu sẽ lên đường đi dự triển lãm. Thuận ngồi ngây người ra một lúc, rồi bất chợt hai khóe mắt trào ra hai dòng lệ. Thuận thổn thức. Khuê ơi, tại sao cô lại như vậy? Tại sao cô lại khép chặt nỗi lòng của mình để không ai hiểu được cô? Nếu cô nói ra thì ít gì trước lúc tôi chết tôi cũng có được những ngày hạnh phúc. Còn đằng này, Ngọc buồn buồn. Âu, tất cả cũng là số phận của mỗi người. Thuận ngước mắt lên nhìn Ngọc. Bây giờ chị bảo tôi phải làm sao đây? Việc trước tiên cậu cần làm
là đừng nên quanh quẩn bên cạnh cô Khuê nữa. Cậu cũng biết rồi, khi một người bị ma ám thì không thể nào có đủ sức khỏe và sống tốt, và công việc của họ cũng liên tiếp gặp trở ngại. Cô Khuê là một người ít nói, lại giỏi chịu đựng. Chưa bao giờ cô than thở gì, nhưng qua tìm hiểu, tôi biết cô đang gặp rất nhiều khó khăn, mà chung quy lại cũng là do bị cậu ám. Việc thứ hai, cậu phải báo mộng hay là một cách nào đó tùy cậu, để cho Bích biết rõ, dù có cô Khuê hay không, cậu vẫn sẽ không yêu Bích, để Bích nhận rõ cô Khuê không phải là tình địch của mình. Có như vậy, cả Bích, cả cô Khuê và cậu nữa mới có thể bình yên được. Thuận vừa muốn nói điều gì đó, bất ngờ đứa con của Ngọc từ ngoài chạy vào, làm cho Thuận giật bắn người và tan ra như làn khói. Ngọc muốn gọi với theo, nhưng sợ gây thắc mắc cho con nên thôi, cô quay sang trách con. Con vào phòng mà không có gõ cửa gì hết. Đứa nhỏ lẻ lưỡi: con quên, con xin lỗi mẹ, chỉ tại con vui quá nên con quên mất. Ngọc kéo con lại gần âu yếm hỏi: chuyện gì mà làm cho con gái cưng của mẹ vui vậy? Trong phòng vang lên tiếng cười của hai mẹ con khi đứa bé thuật lại cho Ngọc nghe chuyện vui của nó. Cô Khuê đang ngồi bên khung vải trắng, tự nhiên cô cảm thấy bần thần không thể đưa tay cọ lên được. Đứng lên, bước tới cửa sổ, tỉ tay vào thành cửa đứng ra nhìn mấy chậu hoa nhỏ ngoài sân. Bất chợt lòng cô Khuê rưng rưng muốn khóc. Kia là những bụi hồng mới hôm nào Thuận hí hửng mang về trồng, còn đây là mấy cây hướng dương mà Thuận đã phải xin giống trên tận Thủ Đức đem về gieo hạt, rồi tỉ mỉ bón chăm, trông chờ ngày nó trổ ra bông hoa đầu tiên. Nhưng bây giờ, khi bông hoa đầu tiên sắp nở, bông ra để đón ánh mặt trời, thì Thuận đã không còn nữa. Nước mắt của cô Khuê lăn nhẹ trên má, không phải trong phòng bỗng nhiên lay động, mặc dù ngoài trời im ắng, không có một ngọn gió nào. Cô Khuê ngạc nhiên cứ đứng nhìn sững vào không vải. Lạ lùng thay, từng nét vẽ đang từ từ hiện rõ trên nền vải. Không lâu sau, trên khung đã xuất hiện lên một người phụ nữ. Đúng rồi, người phụ nữ trong tranh chính là cô, chính là cô trong giây phút ấy. Người phụ nữ tựa cửa nhìn ra ngoài vườn, bên ngoài là bông hướng dương đang vươn mình hứng từng giọt nắng long lanh vàng rực. Bức tranh đẹp đến không ngờ, sống động đến không ngờ. Nhìn vào đó, người ta có cảm giác nghe được từng hơi thở nhẹ của người con gái, thấy được cái lung lay rất nhẹ của mỗi cánh hoa. Một bức vẽ hoàn mỹ. Sau phút sững sờ, cô Khuê nhảy tới bên khung vải, rối rít gọi to: Thuận, Thuận ơi, có phải Thuận không? Nước mắt cô lã chã rơi, cô như người hoảng loạn đã cố níu kéo một điều gì đó sắp vụt khỏi tay mình. Trong một giây, cô Khuê chợt trông thấy rõ ràng Thuận đang đứng bên trước mặt mình, bằng xương bằng thịt. Thuận cười thật tươi và vẫy tay chào cô, y như lần Thuận lên xe đi thực tập. Thuận ơi! Hình dáng của Thuận mờ dần qua làn nước mắt, rồi nó vụt biến mất như chưa từng xảy ra với cô. Cô Khuê gục xuống, nghẹn ngào rên xiết: Thuận ơi! Tiếng chuông cửa hôm nay nghe có vẻ rụt rè, làm cho cô Khuê thắc mắc. Cô bỏ tập tài liệu đang xem dở xuống bàn, xỏ chân và dép lật đật đi ra cửa. Cánh cổng vừa mở ra, người đứng trước mặt cô là Bích, cô gái dạo trước đã một lần đến đây lớn tiếng nặng nề với cô: em tới đây có việc gì không? Cô Khuê có vẻ cảnh giác: dạ, em muốn tới đây để xin lỗi cô. Bích cúi mặt xuống đất nói nhỏ. Bất ngờ trước thái độ nhu mì và lời nói của Bích, cô Khuê đứng im một lúc rồi cất tiếng: mời em vào nhà. Bích dắt xe đạp đi sau lưng cô Khuê. Vừa ngồi xuống ghế, một lần nữa Bích tỏ vẻ hối hận: hôm nay em tới đây mong được cô tha lỗi. Trước đây em đã quá hồ đồ, nên có những lời lẽ và hành vi xúc phạm tới cô. Em thực sự là xấu hổ, mong cô bỏ qua cho em. Cô Khuê đặt tay mình lên bàn tay nhỏ bé của Bích. Không, cô không hề để bụng chuyện đó. Nhưng cô thật bất ngờ, không biết tại sao hôm nay thái độ của em lại hoàn toàn khác như vậy. Em có thể cho cô biết được không? Bích buồn rầu nói: thưa cô, em không biết giải thích thế nào với cô đây. Chỉ biết rằng chính anh Thuận đã phân tích thật kẽ mọi sự việc, giúp em nhận thấy sai lầm của mình. Cả em, cả anh Thuận đều có lỗi với cô. Tụi em quả thật quá nông nổi và trẻ con. Em nói sao? Thuận đã phân tích cho em thấy à? Cô Khuê ngạc nhiên hỏi. Bích gật đầu: dạ, chính là anh Thuận. Anh ấy bảo là anh ấy sắp phải đi xa lắm, không bao giờ có thể quay lại được nữa. Nên trước khi đi, anh muốn làm hai việc. Một là để lại cho cô một cái gì đó, gọi là tình yêu mãnh liệt của anh.
Em nghe mà không có hiểu. Hai là anh ấy muốn em sống thanh thản, rút ra khỏi những thù hận. Anh đã phân tích cho em thấy những sai lầm trong suy nghĩ của mình, và em đã nhận ra một sự thật hiển nhiên, nhưng lâu nay em lại không chịu chấp nhận. Đó là dù không có sự xuất hiện của cô, anh Thuận vẫn không yêu em. Cô Khuê với lấy chiếc khăn giấy, nhẹ nhàng chậm lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô bé nhỏ nhoi đang ngồi trước mặt mình. Nhưng trong tâm tưởng, cô lại nhớ đến món quà sau cùng Thuận để lại cho cô. Đó chính là bức vẽ sau cùng của một người tài hoa bạc mệnh. Em nhìn này. Tân vội vã từ trong phòng ngủ đi ra, trên tay vung vẩy tờ báo. Ngọc ngạc nhiên hỏi: gì vậy anh? Anh đừng có nói với em là anh trúng số đó. Tân cười, xà xuống bên cạnh vợ, chìa ra trước mặt một cái tít lớn trên tờ báo, một tác phẩm được đông đảo người chú ý ở triển lãm nghệ thuật. Dưới đó là bức ảnh chụp tranh vẽ một người phụ nữ đứng tựa cửa nhìn ra vườn, nơi có một đóa hoa hướng dương đang vươn mình lên đón ánh mặt trời. Ngọc reo lên: ôi chị Khuê đã thành công rồi, chị Khuê đã đưa được tác phẩm cuối cùng của Thuận ra thế giới rồi. Tân mỉm cười nhìn vợ. Ngọc vẫn trẻ con như vậy, nhưng anh yêu biết bao nhiêu cái tính hồn nhiên con trẻ và nhân hậu vô cùng của nơi Ngọc. Oh, dear child.